Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của rất là nhiều anh em. Đó chính là có một cái comment của bạn bạn Minecraft gì đấy mình quên tên rồi. Thì một lát nữa mình sẽ ghi trên màn hình cho các bạn xem. Đấy là đó chính là ý tưởng của bạn đấy, chính là đem con Cupid Gun này vào chế độ 1000 kim. Ok, được rất nhiều anh em ủng hộ, tới 60 mấy like lận. Và mình chính thức đã ghi lên luôn. Thì nếu mà khi mà mình ghi thì mình sẽ thực hiện nó. Anh em có ý tưởng gì thì hãy comment nhá. Nếu mà được mình ghi lên thì chắc chắn mình sẽ thực hiện video đấy. Yeah, anh em ra rửa hết nhá. Thì video ngàn kim này thì chế độ này anh em đã quá quen thuộc trong channel của mình rồi. Có lẽ nhiều bạn đã biết, còn mà nhiều bạn chưa biết thì mình cũng sẽ nói lại luôn. Đó chính là anh em clan sẽ giúp mình thực hiện 1000 kim bằng cách là, nói thẳng hơn là làm bia đỡ đạn ấy. Đó, thì anh em sẽ làm bia đỡ đạn cho mình bắn. Wow, con Cupid Gun này có tốc độ bắn cực kỳ nhanh, một trong những con sniper tốc độ bắn nhanh nhất. Đó là cái độ nhanh của nó thôi, còn mà các bạn nhắn bắn nhanh quá thì không có chất lượng. Tại vì là bình thường bắn nhanh quá phải 3 phát mới chết, còn các bạn kéo căng ra thì phải 2 phát là chết rồi, 1-2 phát là chết rồi. Các bạn thấy không ạ, con này cực kỳ nhanh luôn, King Zombie rất là đã. Con này vốn dĩ sinh ra để King Zombie hơn, đúng hơn là bắn người các bạn ạ, tại vì bắn người nó là khó, Zombie nó dễ hơn. Tam Châu Zombie đấy chứ. Wow, rất là chất luôn. Đấy các bạn thấy không, mình kéo căng lên một phát là đam 1k máu hơn. Rất là chết. Úi rồi, lao vào tỉa đầu như chim vậy. Cupid là một thần tình yêu nha anh em. Mình vừa đọc trên mạng thấy nó như vậy. Cupid là thần tình yêu và đây là cái cung Valentine nhưng mà toàn dân FA chơi. Thế không thể tin được. Con này mình đã trang bị cho nó băng đạn SMG, nó băng đạn sniper và băng đạn zombie. Nâng tổng số đạn này của nó lên bao nhiêu nhỉ? Giờ đi thay đạn nha. 71 trên 1/78 hay sao, 72 đấy, 474 gì đấy, không biết nữa. Rất là nhiều, tha hồ bắn. Cứ 1 phút rưỡi thì mình sẽ lượm đạn một lần. Nó cũng thực sự chưa được đủ cho mình bắn một ván zombie. Nhưng mà theo mình thì lượng zombie, lượng đạn như thế bắn zombie là quá đã rồi. Ở đây mình kéo cò nhanh mà. Nên các bạn thấy không ạ, mình kéo rút liên tục mà chơi cả mỏi cả tay. Không biết bắn đầu tiên sẽ được bao nhiêu kin. Chúng ta chờ đợi nào. Mình nghĩ là con này có lẽ có cơ hội được ngàn kim đấy. Tại vì tốc độ bắn quá nhanh và lực sát thương zoom khó phải nói về lực sát thương zoom, nó quá mạnh. Quá bá đạo rồi anh em ạ. Wow. Lên không nổi, quá lên không nổi. Tỉa đầu. Bắn đầu rất là chất luôn. Con chú quỷ phải 4-5 viên. Thốn thật. Con chú quỷ nó trâu máu quá mà. Quái thường chỉ 1 phát vào đầu là chết. Còn mà vào thân thì 2 phát. Đấy quả thảo. Đấy. Bây giờ hết đạn rồi các bạn thấy là bao nhiêu đấy đạn vẫn không đủ cho mình bắn. Con này khó cần hết đạn các bạn ạ, tại vì một băng đạn của nó coi như là một viên của nó coi như là một băng đạn rồi. Chứ là các bạn cứ việc bắn thôi, bắn liên thanh luôn, kiểu nhát liên thanh vậy. Ủa ơi, thấm nhờ, bắn xuyên đầu thì xem. Úi giời, không xuyên được. Ủa ơi. Ủa, từ. Ủa, các bạn thấy không, một viên vào đầu là tèo ngay, không cần đợi phát ngay nha các bạn. Vai cả gấu 211 kia. Nếu mà tính trung bình 5 ván không có bị biến zombie thì chắc chắn mình sẽ được 100.000 kim. Có cơ hội 1.000 kim. Cố lên nào. Ý nó còn đếm kim tới bây giờ luôn. Wow, thực sự ghi được rất là nhiều kim. Máy đếm không hết các bạn ạ. Để xem nào ván này mình có thể giết được 1.000 con zombie không. Ý da, wow. Hơn nửa hiệp bên kia rồi mà. Andy Gaming phát trực tiếp à. Đây là một kênh thằng bạn anh bạn của mình, thằng bạn của mình, thằng cùng học lớp 12. Mày đấm mồm. Úi giời, phê quá. Phê vai. Chào, quá là chất luôn. Tốc độ xả đạn phải nói, tốc độ bắn phải nói rất là kinh. Con này mình hay thường gọi là viên hay hơn, viên đạn hơn, một viên một em hơn là so với lại một viên. Hơn là một mũi tên một em, nhiều ông cứ ý kiến một mũi tên một em chứ. Thực ra thì nó không có đặc biệt gì cả. Quan trọng là chúng ta test sự đam zoom của con này thôi. Tại vì trước mình đã làm clip đam zoom rồi, nó quá chất. Ý da, wow. Bạn thấy không, bắn cực kỳ nhanh và cái... Phải nói đam zoom con này rất là rát. Cứ một viên là gần chết thôi. Cứ bắn vào đầu là chết một em. Khó cần phải xoắn. Thì lại hết đạn nữa rồi, chết. Hiện đạn quá, mình kẻ ra đây.
Ủa anh em lộn xộn thế này nhờ, sợ bị cao quá. Chết luôn này, phê quá anh em ạ. Yeah, úi giời, úi giời. Cứ xếp hàng thi nhau mà chết thôi. Thông cảm các bạn là bây giờ tối rồi, mình quay livestream xong mình làm video liền nhưng mình hơi đói. Còn chưa đi ăn cơ mà, nói mình nói là mình dừng livestream để đi ăn nhưng mà vẫn dân còn chưa ăn luôn. Cố gắng thực hiện cho xong clip này rồi đi ăn sau cũng được, chả muộn. Ý. Ý, ủa, hồi nhìn mặt đầu ra kinh vãi tởm, cực kỳ tởm luôn. Nhìn nó kiểu muốn chôn mình em ạ. À, ném cái cây đạn xem chết ai không. Mà cũng chết một thằng kìa. Lên level sát thương lên rồi là lựu đạn nó cũng chất nữa. Ý da. Ủa, thanh niên cứ kiểu thanh niên chôn. Thanh niên Ben 2006 hay sao ấy, thanh niên này chôn phết. Cố gắng lên nào. Thì thực sự thì anh em clan rất là quý mình cho nên thực hiện những clip này rất đơn giản. Còn mà nhiều clan khác họ lộn xộn lắm các bạn ạ. Clan mình cũng thấy lâu lắm. Nhiều clip mình phải quay nhiều lần tại vì anh em cao nhầm ấy. Một số thành phần bất đảo không thích rồi được phá. Ý bắn chết phết. Nhưng mà anh toàn tiêu vào đầu không kìa. Chết đừng hỏi. Wow. Ý là bắn hụt sao nhiều thế. Đây là do mai nhiều chứ bắn rất là dễ dính. Còn ở trong mà thực tế đấu ở bên ngoài ấy, con này khó bắn hơn rất là nhiều. Khó me, khó bắn và xả đạn nó không tốt nữa. Không được chuẩn. Khi mà các bạn kéo căng dây đạn này, kéo căng đạn của nó chạy rất là khó khăn. Ván này mình giết được 151 con zoom. Hai ván. Nâng tổng số kin bây giờ lên là 437. Wow, rất có cơ hội để 1000 kin. Có lẽ phần sau là mình sẽ tua nhanh và bật nhạc cho bạn xem nhá, bật nhạc cho bạn nghe nhá. Ok, khi mà gần cuối ván mình sẽ quay trở lại.
Ok, mình đã quay trở lại đây và hôm nay đây đây là ván cuối cùng rồi. Mình không nghĩ là có thể, mình đang cầu mong là mình sẽ không biến zombie. 3 2 1, ôi ngon rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có 1000 kim. Sau 4 ván trước thì mình đã được 800 mấy rồi. Như vậy là chúng ta có cơ hội 1000 kim nha anh em. Nếu mà không có thanh niên là chơi lầy à, phá mình nữa. Bây giờ đói bụng quá, nói không nên lời luôn. Úi dồi ôi, thốn thật. Các bạn thấy đây làm YouTuber không có dễ đâu các bạn ạ. Những lúc như này thì mình không biết nói gì hơn nữa. Đợi cho cơn đói bụng nó qua qua đi cái đã. Một bọn này. Wow, đam con này rất là rát. Bây giờ đói bụng quá không biết nói gì. Ok, cứ tập trung bắn thôi. Ý, ôi thôi 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 thôi, từ từ em xin. Hay quá. Vâng, con cái súng này không bắn như là những cái khẩu bình súng máy và phala nhắm kia. Mình phải liên tục nhấp. Vừa nãy giờ nhấp cả mấy trăm lần rồi. Nòn hết cả màn hình chứ. Vãi thật. Ý, nè bạn ơi, nè. Cố lên, chúng ta sắp thành công rồi. Chúng ta sắp được 1000 kim rồi. Như vậy là chúng ta thấy được sức mạnh zombie của con Cupid Gun này. Anh em nên mua nó đi zombie, tại vì nó quá mạnh trong vấn đề zombie. Một viên mà gần chết con zombie cơ. Châu cỡ nào. Còn mà đi tranh thì mình không khuyên các bạn sử dụng súng này. Do là súng này nhắm không bao giờ, khó chuẩn, rất là khó chuẩn luôn. Đi tranh cao mấy ông còn nhảy nhót tùm lum, tên bàn thờ nhảy xuống các thứ. Không thể nào mà có thể me chuẩn được. Và cái độ chính xác của con này khi mà bắn xa thì còn khó khăn hơn nữa. Hay là bắn xa, kể cả bắn gần mà đối tượng di chuyển quá nhanh ấy, còn rất là khó để bắn. Họ mà nhảy một phát là còn có thể né được viên đạn rồi. 1000 kill. Yeah. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được thành công 1000 kill rồi nha anh em. Có nhiều bạn đã báo là được 1000 kill rồi. À, 974 chứ. Ô nhầm. Cố lên. 1000 kill nào. Cố lên. Thế rồi. Yeah. 987 rồi. Yeah. Còn hai mấy kill nữa cơ. Hy vọng chúng ta sẽ thành công. Mình còn 38 giây thực hiện, 37 giây. Quả bắn chất quá. Thực sự con này rất là mạnh, mình không thể tin được là thần tình yêu nó lại mạnh như thế. Vào kit zombie chết mệt luôn, 1022 nhá. Vào kit zombie chết mệt luôn. Đấy, tặng nhờ phóng tim cho zombie này. Mỗi thằng một cái, mỗi thằng một mũi. Úi giời, thằng nào thích thì nhiều hơn, hai mũi. Tiêm nhiều phát nữa này. Ủa chết quá. Chất lừ. Ô thôi. Dùng cận chiến. Dù gì cũng được rồi. Dù gì cũng có rồi. Yeah. Như vậy là thanh niên Ben 2006 quyết định là két mình luôn. Hay quá. Sau 4-5 ván thì mình được 1061 kin. Thực sự rất là khủng với cây combo quái vật này. Quái vật Cubit Gun này. Cubit Bow này. Wow, 1061. Cảm ơn tất cả anh em trong clan Phúc, Rồng Đỏ, VN, Ganh, Hóa, Busan, Michael 6, Ben 2006, FB Tùng, Ganh Đá và rất nhiều các bạn khác. Cảm ơn tất cả các bạn nhá. Xin chào. Thực sự con này rất là mạnh.